Chị nha, buổi chiều hôm nay tại Hà Nội bay vì đóng cửa rồi, khách hàng ở xa vẫn đến ủng hộ hai em, một em Gider Cycle. Ôi, chú về chuyển nhượng con ấy kết cho vợ đi, lên đi con này đi. Ôi, mà chú còn chưa đạp thử đi, tiện đạp thử luôn. Còn đây là con Kawamura Sanrio 3. Mẫu xe này thì là một trong những con touring có cấu hình cũng như giá tiền khá là hợp lý tại thời điểm này. Xe thiết kế rất là đẹp luôn, xinh luôn, giá rất là đẹp, hợp lý, có triệu 390. Đây là mình đồ chơi cho khách. Lời nếu anh chở được về thì nếu cần luôn đấy chở về hộ em, còn không thì sáng mai em cho người ship cho anh. Bởi bây giờ tầm này muộn rồi, thằng cu ấy nó không đi làm, tối nó còn đi làm. Nâng lên đồ lắp cho khách hàng nhé. Các anh chị, các cô chú có nhu cầu mua xe thì qua trực tiếp Hảo Nội Bay, chi nhánh Đức Giang là nhiều xe nhất, hoặc qua Từ Sơn hoặc qua Yên Viên được. Đây là bên bày gian bày phụ kiện, còn xe đạp thì bày ở bên đằng sau đây nhá, ngõ đằng sau, ngay đằng sau đây, xe đạp lại ở đây nhá. Nhiều khi các anh chị vào nhầm ngõ, Hà Nội Bay là số 7, ngõ 53 cái 49 Đức Giang ấy, phải có biển, đều cửa hàng đều có biển ở nó nhá. Đấy, biển cửa hàng này. Nhiều khi các anh chị vào nhầm ngõ, không có biển, hai cửa hàng đều có biển hết nhá. Đó, đây. Đây anh chị nhá.